Em xin chào cô chú, anh chị em yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay là em có một cái món đặc sản. Đặc sản là đùi gà Lai Châu, đùi gà tròn. Một cái tác vừa đi rừng chặt về. Nó dư vào hơn 2 mét nha mọi người nha. Hơn 2 mét chiều cao. Và cái thế này là thế là nằm ngang chứ không phải dựng đứng. Đây là em dựng đứng lên cho nó gọn gọn thôi. Đấy, nó đùa với cả nhà thôi. Đây là cái giò đùi gà tròn thôi, mình trồng thuần nhé, chứ không phải là nguyên bản đâu. Nguyên bản đây này thì quá đỉnh rồi, không phải nguyên bản. Đây là đùi gà tròn thuần đặc sản của Lai Châu, đùi gà nhá. Nói nhiều chung là bác nào có điều kiện thì chơi. Nói chung là không thể đếm được bao nhiêu thân hoa, bao nhiêu thân nụ. Đấy, không thể đếm được. Em cho quay kỹ cho mọi người nhìn nha. Đùi gà tròn thì nó rất nhiều mặt hoa. Rất nhiều mặt hoa nha. Mặt hoa tím, mặt hoa đậm, mặt hoa chớp, các loại mặt hoa. Nó là đặc sản rồi. Đùi gà tròn thì nó rất đẹp, rất tuyệt vời rồi. Không phải nói đây. Nụ thì nói chung là không thể đếm được. Cao đây 2 mét, 2 mét chiều cao, thân nào thân đấy đều nụ hết. Nói chung là cái này thì nó là chắc là cũng là em cũng chỉ sưu tầm những cái giò gọi là độc nhất vô nhị thôi. Những cái giò như này nó đến lúc nó nở hoa thì các bác nó không biết là nó như thế nào. Nó như một cây cổ thụ, như một cây cổ thụ hoa như đấy. Các bác nhìn như những con châu chấu đỏ lòm nó bấu trên các nhành cây đây. Đấy. Quay rất kỹ, rất sát, rất có nghĩa là không thể đếm được bao nhiêu thân hoa ấy mọi người ạ. Các nhà, cả nhà tưởng tượng như một cái cây mà nó ra toàn bộ hoa như này thì nó rực rỡ nào. Nói chung là những cái giò to, giò khủng này thì chỉ cũng vườn cũng chỉ có một giò thôi. Một giò để dành riêng, nói chung là dành riêng cho những người 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 có điều kiện một chút để chơi những cái giò nó khủng, giò nó đẹp. Bản chất là chơi những cái dòng như này thì mình chơi hoa vụ này sau càng chăm càng phát triển càng tốt. Nói chung thuần rồi thì đây cho các bác xem này. Thuần hết rồi nhá. Trồng vào cái gỗ này thì muôn đời không bao giờ mục được gỗ. Nói chung chơi những cái dòng này thì nó không có đi đâu mất mất tiền được cả, nó chỉ ra tiền chứ không bao giờ nó mất tiền được. Đùi gà tròn mà đã trồng thuần rồi thì ăn mưa ăn nắng thoải mái, không sợ chết được. Đấy. Mình không chơi, mình chơi 3-4 năm hay là bao nhiêu năm đến lúc có phát triển nó càng tốt càng đẹp lên thì bán nó càng giá hơn nhiều. Chứ không sợ là mất mất tiền cả. Mình lại nhượng lại mình chơi những dòng khác chẳng hạn. Đấy. Quá đỉnh, đây là chiều dọc nha. Bây giờ để em quay chiều ngang cho mọi người. Thôi ơi, dựng cầm máy đi anh dựng cái. Anh cho nằm ngang cho cái. Nói chung là quá đẹp luôn. Bác nào có điều kiện này mà đúng là đặt ngang ra thì mới còn. Đấy. Trồng cái thế này là thế nằm ngang nhé mọi người nhá. Nhìn đi. Đấy. Đây này, em cao 1m65. Nó hơn 2 mét. Đây nhá, đây là mới còn đây là mới là thế chuẩn của nó nhá mọi người nhá. Đây mới là thế chuẩn của nó nhá. Ôi trời ơi, cái này đúng như một cái cây hoa chứ không phải là cây cổ thụ. Cây cổ thụ. Hơn 2 mét nhé mọi người nhá. Này em bắt đầu vào quay thế ngang này. Ôi trời ơi. Cái này đặt trước ví dụ như là cái dàn của em 7 mét kia mà đặt nằm ngang ra thì nó gọi là giò chấn vườn luôn đấy.
cây nào cây đấy nụ chi chít nha mọi người nhá. Về chơi nói chung đùi gà tròn này thì cũng là dòng đáng sưu tầm, đáng chơi. Em nói em giới thiệu cho kỹ, sau này em sẽ báo giá cho mọi người đừng sốt ruột nhé. Em phải giới thiệu thật kỹ để cho mọi người đánh giá cái giò lan chuẩn xong em mới báo giá được. Không lại bảo là sao mà cái giò lan như thế mà lại bán đắt hay là rẻ hay như thế nào. Em phải quay chi tiết cho mọi người. Đây khúc đầu ngọn này. Nói chung là nó nhiều quá nhiều nụ luôn đấy. Trồng này trồng thế nằm ngang nhé. Hoa tím này, đấy, nụ to rồi thì hoa nó tím như này này. Đấy. Đẹp thế. Đây, những cái thân tơ thân xanh này là nó cũng đang ra hoa đây nhá. Ra hoa ra nụ đấy. Nói chung miên man. Khủng. Nhìn như kiểu như là một cây ấy. Mình về mình có thể là dựng thành một cái cây nhé mọi người nhé. Cây chơi hoa nhé, hoặc là nằm ngang nha. Cái này thì quá. Ưu tiên các bác ở gần nhé. Nếu các bác ở trong miền Nam hay là mọi người ở xa thì có thể em đóng khung em vẫn chuyển được, chuyển hết cho mọi người, mọi miền Tổ quốc. Những cái này thì em sẽ đóng khung sắt. Em sẽ hàn khung sắt để chuyển cho mọi người. Giò này là đẳng cấp, phải nói là đẳng cấp. Bác nào mà có điều kiện thì nên chơi. Mà mang đi hội, đi hè, khoe với bạn, với bè thì quá tuyệt vời rồi. Không phải nói. Ok, đấy là tổng thể một cái giò lan siêu khủng của nhà em. Đùi gà tròn. Hàng đặc sản ở Tây Bắc, ở Lai Châu. Đấy. Giò này cao là 22 mét, hơn 2 mét. Đấy. Chiều rộng, chiều xung xuê hết cả. Nói chung là nụ thì không thể đếm được nhé. Không ngồi đếm được. Thân tơ không ngồi đếm được. Chỉ nói là một câu là có nghĩa là nó như là một cây cổ thụ lâu năm. Ok. Giò này em báo giá mọi người là 7 triệu nhé. Đùi gà tròn nhé. Đùi gà tròn 7 triệu nhé. Trồng lên thì các bác là năm nay nữa nó ra hoa, sau bắt đầu là nhìn rực rỡ. Mọi người chụp lại cho em xem ấy nhé. Em chưa, đây là ngắm nguyên nụ thôi đã phê rồi chứ không phải đến lúc nó nở hoa nhá. Lúc lại về người về chăm sóc được năm thứ hai thứ ba nữa thì nó còn rực rỡ nữa. Bán lúc đấy nó còn có quá giá hơn nhiều là bây giờ, phải nói như thế. Chơi lan này thì cũng có một cái ưu điểm là khi mình mua một cái giò lan tuy giá trị là nó tương đối là cao, nhưng mà khi mình về chăm sóc và mình được chơi, mà được chơi càng lâu thì giá trị cái giò lan nó càng cao chứ không bao giờ nó xuống thấp được xuống nhé. Tại vì cây là cây nó phát triển, càng ngày nó càng phát triển đẹp lên. Đó. Nếu mình chăm sóc ô rồi chỗ này chít luôn, đúng năm tụm ba lại. Cái này về mình tạo thế tạo dáng ra, khi nào các bác nào mà lấy về tạo thế tạo dáng nha cho nó đẹp hơn nhé. Rồi ok, em cảm ơn mọi người. Mùa này là mùa hoa thì mời mọi người đi ngắm các dòng hoa nhà em tí. Đây, hoàng thảo kèn này, hoa đẹp chưa. Đấy, đẹp lắm ấy. Chỉ cần một giò như này là đã rực rỡ cả vườn rồi. Để miên man, mời cả nhà theo dõi video hơi dài một tí, em cho các mọi người đi ngắm hoa vườn nhà em nhé. Hoàng thảo kèn nhé mọi người nhé. Đẹp lắm, mọi người chụp lấy bức ảnh làm kỷ niệm này. Tiếp theo à. Đây. Một cái thùng lan 4 giò. Đây, có 700.000 đây. Đây, hoàng thảo vôi. Đây thưa với cả nhà, lại thấy hơi buồn một tí. Nhưng thực sự để phải nói để cho mọi người biết được cái giò lan chúng em bán giá, nhà em bán giá nó hợp lý như thế nào. Nó lấy công làm lãi thôi.
mà vẫn rất nhiều người lại cứ hay trả giá. Đây. Đây. Một giò lan long tu xuân thuần 2 năm. Hôm qua vợ em quay đấy, vợ em quay thì do là quay một mình quay không có người quay đâm ra là nhìn nó không tôn được giò lan đâu. Đây, một giò lan long tu xuân thuần 2 năm. Đây, ngần này giống đây. Các bác xem này, ngần này giống nhá. Đấy, mầm tơ lên này. Mầm tơ nhú hết lên, dễ bám này. Mà em bán có 150.000. Bán có 150.000 mà vẫn có bác ấy trả giá là 100.000. Thì các bác cứ thử ước tính nhá. 2 năm trời công sức chăm sóc. Thứ hai là giống. Thứ hai là cái giá thể. A ba là phân bón được một cái giỏ lan như này, một giỏ lan như này mà vẫn có bác là em bán 150 mà vẫn có bác là trả 100.000 thì em chả hiểu là nó là lan gì nữa. Đấy, các bác mua giống là bây giờ loại này nó rơi vào 220 đến 250, 250 một cân. Đấy là nếu mua xỉ nó rơi vào 220-230. Còn mua lẻ có chỗ bán nó còn cao hơn. Mà chỗ này mất bao nhiêu tiền rồi mọi người. Nó thật là lấy công làm lãi. Cái này thì một cái giò như này để chăm sóc 2 năm mà bán có 100. Đây, hình số 1 em quay luôn nhé. Hình số 1 150 này. Đấy. Huệ cầm ra đi, anh đặt lên cho mọi người. Mọi người chơi nhìn cho nó. Thế này một cái giò như này mà vẫn còn trả giá nên mọi người rất thông cảm nhé. Những cái giò em bán gọi là bán kỷ niệm mọi người đừng trả giá em làm gì. 150.000 nhé. Còn đây đặt lên đây quay cho nó dễ. Đấy, hình 1 nhé, 150.000. Đấy, toàn bộ 150.000 đây. Một giò lan đẹp, nó thật năm nay các bác mua cái giò này về nhá. Năm nay các bác mua những cái giò này về sau các bác chăm, năm nay nó ra mầm tơ năm sau đây. Mầm tơ cứ mới một thân này nó ra 2 mầm tơ nữa thì năm sau thành giò to luôn này. Cũng 150.000. Hình số 4 150.000. Đó. Cho cho đây anh quay luôn. Đây quay này nó mới thực chất. Hôm qua vợ em để ở dưới ấy. Dưới đất đâm ra nhìn nó không tôn được giò lan. Hình số 4 150.000. Quá rẻ mà. Nhanh tay bác nào mua xỉ về bán được, chứ không phải mua về bán lẻ hết được, chứ không phải là nói đến người chơi. Nên là thôi là cũng là tri ân mọi người đã ủng hộ kênh của em thì em bán với cái giá như thế này. Hình số 11 nụ này, đây toàn thân giống nhỏ, 150.000 hình 11. Hình số 10 cũng 150.000 thân nụ đây. Nụ đây. Đấy. Đây các bác này, chỗ này cũng phải ít đây nữa. 5 lạng giống. Không đủ vốn, em nó phải nói như thế. Không đủ vốn. Tôi bán là bán lấy tương tác với mọi người ủng hộ kênh của em thôi. Hình số 10 150.000. Em treo đi. Quay những giò có hoa như này thì các bác nhìn nó dễ để đặt xuống, các bác nhìn tù mù lắm. Năm sau còn các bác mà chơi năm sau còn chăm nữa còn đẹp nữa. Còn đây còn thân gì mà xanh lét đây. Này nó không phải long tu xuân. Nó gì ấy nhỉ? Ôi tí nữa bỏ lại. Có một thân xanh lét. Tí bỏ lại, chả biết là hoa gì. Giò này là hình số 2, 150.000. Đẹp, quá đẹp, miên man. Nụ vẫn còn nhé, về vẫn ngắm hoa thoải mái. Cái dòng long tu xuân này thì hoa chơi được tầm nửa tháng. Hết chưa? Hình số 10, 12. Quay chưa?
Hình số 12 180.000. Thân nụ còn rất nhiều, có mới một thân hoa đây thôi. Hoa đẹp lắm, lòng tu xuân hoa đẹp mà. Đấy. Giống cũng không đến rồi, chứ không phải nói gì đến giá bán nữa. Hình số 12 180.000. Các bác phải nhìn kỹ đây là nụ nhá, không lại tưởng thân già nhá, nụ này, nụ này. Đấy. Còn dưới chú hẳn xuống dưới đây mới là thân già này. Mầm tơ lên mơn mởn lên rồi. Đấy. Rẻ thôi, như cho em xả vườn thôi. Đấy. Bán để mọi người yêu thương và quý kênh của em hơn thôi. Hết chưa? Thì đào đặt lên đây hộ cái. Lúc cần đặt thì chả đặt. Đây. Các bác lưu ý là có thể những cái bông hoa này khi chuyển về mọi người nhé thì có thể nó tàn nhé, còn những cái nụ này về thì còn chơi nụ được nhé, chơi hoa được nhé. Hình số 8 150.000. Đấy. Còn mầm tơ này, đấy. Mọi người vừa mua tương lai luôn nhé. Cái này gọi là mua tương lai nữa đấy. Vừa chơi hoa vụ này, vừa chăm vụ sau, mầm tơ lên nó khỏe, thuần như này nó khỏe rồi. 2 năm trời. Hình số 10, hình số 8, 150.000. Rẻ quá. Hình này to hơn. Những cái này chết thì sẽ cắt đi này. Đấy. Hình này to hơn, nụ ước đang nhiều nụ. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rơi vào 9 thân nụ. Đấy. Các bác nhìn bộ rễ này phải biết là cái giò lan nó khỏe thế nào nhá. Hình số 16, 200.000. Bác nào thích mua xí được. Hình số 11, 150.000. Nụ giống. Mọi người theo dõi kỹ nhá. Giò lan này đẹp lắm mọi người ạ, nên mua, nên sưu tầm, nó rẻ mà. Em bán rẻ hôm nay. Đây, cả giò phi điệp vàng nữa, em quay lại hôm qua vợ em quay nó nhìn em nhìn ngoài video cũng không đánh giá được. Giò lan nó đẹp hay như nào đâu ra mọi người. Thế quay thì kia đi cầm cho anh đi. Đây. Đây là giò phi điệp vàng nhá. Đây là giò phi điệp vàng. Năm nay năm thứ 3 nhá. Năm nay năm thứ 3 cả mọi người ạ. Đây, các bác nhìn này, năm ngoái nó ra hoa nó dày như này này. Thề với thưa với cả nhà nhé, cái giò này lúc nó ra hoa có người trả em là 800.000, nhưng mà là em không bán tại vì là lúc đấy hoa nó chuẩn bị tàn, mà sợ mọi người cầm về bảo là hoa nó không chơi được, mọi người chê, em không bán. Đến thời điểm này em vườn em chật quá rồi. Đây, vườn em chật rồi nên em mới bán. Bán như này là có nghĩa là thành là không được giá này, tại vì cây đang phát triển nên nhìn nó không được. Nhìn nó chưa đẹp được, lúc nó thắt ngọn mà lúc nó sung xuê. Cái này được xem bao nhiêu thân? 2, 4, 6, 8, ui, bao nhiêu thân đếm lên nào. Chơi không chơi thì hơi phí. Nói thật. Có 15 thân cả thân bé ti, 13 thân dài, 4 thân bé. Đấy, 3 năm trời của em rồi đấy. Rồi, dễ đây. Những cái giò khỏe như này mọi người không chơi, không sưu tầm thì còn chơi giò gì nữa. Giả 800.000 không bán mà bây giờ bán em bán này. Hình số 18 400.000 à? Hay bao nhiêu đây? 420.000. Đấy, vợ em đánh số đấy. Rồi, thân nó khỏe đấy, đẹp thế này đây. Phi điệp vàng cực đẹp luôn. Những cái giò như này hiếm lắm mọi người ạ. Không có nhiều đâu. Rồi, còn xuống đi, còn giò nào nữa không? Chờ để em lấy cái em lại quay mặt hoa kèn cho em mọi người xem. Đây còn giò phi điệp vàng đấy nữa. Sao hôm qua bán cái giò này quay không đẹp, bán rẻ như cho. Này, đấy, cái giò này hôm qua quay mà bán nó rẻ không để đâu.
bao nhiêu tiền cho giò đấy? 450. Này, có 450 này. Quay không có. Mọi người không đánh giá được cái giò lan đâm ra là nó mất giá là như thế. Thôi quay gì nữa, chỉ quay mỗi cái đặc trưng. Giò này là giò số 19 600.000. À 450.000 chứ. Nay mà cuối cùng qua quay mà không ai lấy thì hơi phí. Thực sự luôn. 3 năm trời. Hút vạ vật ăn nắng ăn mưa đây. Giò này không phải nói lúc có ra hoa không có tiền giới thiệu. Mọi người ngắm kỹ mà mua. Không không lại bảo nó hơi phí. 450.000 một cái giò này. Giò hoàng phi hạc này, giò này nhìn cái thân tơ đẹp này. Bốn trăm nghìn bạc này. Quay đâm ra là sau này phải cho lên trên mà quay. Rồi. Hoàng phi hạc đang nụ đi nha. Đang nụ đây cả nhà nhá. Đấy. Nụ đấy, nụ đây. Nụ dưới đây. Các bác thử đánh giá xem giò này mà mua giống là vào bao nhiêu rồi. Cái bảng thớt này đường kính nó là 40 phân nhá. Đường kính là 40 phân cái bảng thớt này nhá. Các bác thử đánh giá xem cái này là mua giống là mất bao nhiêu tiền rồi. Chứ không nói gì đến thuần 2 năm nữa. Đẹp, miên man luôn. Đây, đằng sau đây, thớt nó còn bị nứt đây. 40 phân, ít nhất là 40 phân. Rơi vào 50 phân nữa. 40 phân. Đấy. Hình số 27, 400. Đấy. Không mua thì hơi phí, nào bỏ những này ra nữa. 400.000, quá rẻ. Tiếc cho mọi người. Kia còn cái giò kia bán chưa? Bỏ ra. Đấy nhé, Long Thu Xuân còn những cái giò này cũng chỉ 150 này. Đấy. Em bán lấy tương tác thôi. Nhưng chẳng qua vợ em hôm qua quay nhìn em nhìn ngoài thấy xấu rồi nên ra mọi người không đánh giá được thôi. Cũng 150 thôi. Đây, giò này. Hoàng phi hạc đây. Giò này thì năm nay mới là năm thứ 2. Nụ đây. Đấy, trồng ở thớt. Dễ ăn hết ra ngoài đây rồi. Nụ đây, về chơi hoa luôn. Thân tơ khỏe đây, vàng ươm. Vàng bóng luôn, hình số 29 300.000. Đấy. Nhìn cho kỹ mọi người nha. Rồi, ok. Thế này những cái giò hôm qua vợ em quay nhưng mà mọi người chưa nhìn rõ nên là em quay lại để cho mọi người đánh giá để mọi người sưu tầm được những cái giò lan đẹp nhà em. Bây giờ mời mọi người vào trong vườn em chơi tại vì cái mùa này đang ra hoa ấy. Em cho mọi người ngắm những cái loại mặt hoa nhé. Hoàng thảo kèn này. Long Tu Xuân thì hoa đẹp lắm. Thơm. Đẹp. À, rực rỡ luôn. Một giò này quá rực rỡ luôn. À. Mời cả nhà đi vào đây xem nào. Vào đây thì có chỉ có vôi thôi. Một loạt vôi nhà em đang nở. Một loạt vôi đang nở luôn. Vôi rất tím nhá. Rất đậm, rất tím. Đẹp chưa? Đấy, những cái giò vôi này em bán giá rất hợp lý thôi. Rất rẻ thôi. Nhưng mà em chưa đánh số nhá. Rất đẹp. Đang nở tung tóe hết rồi. À, nhìn rực rỡ chưa? Quá rực rỡ nha. Đùi gà tròn đây.
ông tím thằng đấy, ôi trời ơi, nó cong tớn lên này mọi người, nó cong tớn luôn lên này, đẹp chưa? Đấy, đang trưa nó cong tớn luôn lên này, nụ tím ngắt này, đẹp miên man. U lồi một giò to phạp hôm qua em vừa trồng xong. Mời mọi người lên đây. Đẹp chưa? Vôi đấy. Hoa đa số vườn em bây giờ vôi đang nở là nhiều. Nhưng giờ riêng không gian này là không gian em trồng hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy. Nhưng không gian này toàn bộ này là lá xếp rụt hết này. Đấy. Toàn trồng trụ to thôi. Đấy, toàn xếp rụt hết như này. Không gian của hoàng thảo tam bảo sắc vôi. Đa số là vôi. Nhạn của em đang nụ đây. À, nhìn những cái giò trụ tam bảo sắc của em phê chưa? Những trụ này khách đặt hết rồi đấy. Tại vì kiếm cái dòng xếp rụt bây giờ nó khó lắm, nó không có. À, em cho ngắm này. Đấy, những chi trụ tam bảo sắc khủng chưa? Toàn bộ lá rụt hết mọi người nhá. Toàn bộ lá rụt hết, xếp rụt hết đấy. Bốn trụ của em. À, không gian vườn nhà em đây. Dưới này là hổ báo cáo chồn, ở dưới này hết. Đấy, hổ báo cáo chồn này em quay để ở dưới. À, ok, rất cảm ơn mọi người theo dõi video. Cứ hó đi vào đây làm gì đây? Đấy. Đây, thằng cu đầu lớn nhà em đấy nhá. Em mời mọi người lên tầng 3 để chiêm ngưỡng cái gọi là con đường vôi của em. Bạc trắng, bạc như vôi đây. Trên tầng 3 này em đang trang trí một cái sân chơi ở trên này. Thôi dưới nguyên vôi không nhá. Trên này em làm một cái đường vôi. Đấy. Làm con đường vôi này. Toàn bộ là hoa hai bên hết nhá, toàn bộ là hoàng thảo vôi nhá. Những cái giò thuần 2 năm. Mời cả nhà theo chân em ngắm một lượt hoa vôi nhá. Đây là nó chưa nở hết đâu, vẫn còn rất nhiều nụ nữa này. Rất nhiều nụ nữa nhá. Bên này cũng vôi nhé mọi người nhá. Đẹp chưa? Đây là còn chưa nở hết đâu. Hai bên thơm thế. Đi vào cái khu đường này đúng thơm quá luôn. Đây. Đẹp chưa? Hoa, nhà không có điều kiện gì ngoài hoa đâu mọi người ạ. Thơm quá. Thơm thế, gió. Hoa tím chưa? Vôi tím chưa? Thơm thế. Phong có lên đây chụp ảnh nhỉ? Bác nào mà có gần ở Lai Châu hay là có ở Lai Châu thì có thể vào nhà em chơi chụp những bộ ảnh hoa vôi nhé. Em làm hẳn một cái con đường vôi cho mọi người để mọi người
chụp ảnh. Đằng sau nhà em vẫn thoáng lắm, ăn nắng ăn gió mát mẻ thơm thế, thơm lắm ấy mọi người ạ. Đấy, những bông rất thơm đấy. À, cu đứng lên bút chụp ảnh cái nào, đứng đi bố rồi nhá. Thôi đứng đứng nguyên đấy thôi, đừng đi. Ở trên tầng 3 làm ra cho trẻ con lên nó hơi, tại vì dưới này em chật hết rồi. Nên nên đâm ra là ui bông này tím thế. Ui tím thế. Ui bông này tím thật. Tím đẹp thật. Mỗi một kiểu nó có một cái đẹp khác nhau. Và mẹ mày có chụp ảnh lên đây, bố chụp cho cái kiểu ảnh cho nó. Thôi con lần sau bố ở đây con mới được lên đi nhá. Con không có bố ở đây cấm được lên trên cao này chứ chưa. Đi cẩn thận vào. Con đường Hàng Thảo Vôi nhá. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người có dịp lên Lai Châu. Thì vào nhà em để ngắm hoa và chụp được những cái bộ ảnh, những cái kiểu ảnh nó thật tuyệt vời cùng với các loài hoa lan rừng Lai Châu nhé. Con đường Hoàng Thảo Vôi của vườn lan Cường Huệ. Mấy giờ rồi? 12 rưỡi rồi à? Ôi 12 rưỡi rồi. Để chiều lúc nào nhưng em lại đi làm, phải chủ nhật nó nở hết, sau này em quay trực tiếp để cho mọi người nói chuyện với mọi người cho vui. Mọi người chơi được ngắm trực tiếp thích hơn nhé. Con đường Hoàng Thảo Vôi đây. Rồi em xin chào cả nhà nhá. Em vào ăn cơm trưa đây. Để chiều lại tiếp tục đi làm. Đây, nay mai mà những cái giò tam bảo sắc này mà nó nở nữa thì nó còn rực rỡ nữa. Rồi em xin chào cả nhà.